Xã hội ngày càng phát triển, kéo theo đó cũng khiến con người bị kéo vào guồng quay của công việc mà quên mất cần phải chăm sóc bản thân tốt hơn. Vì thế xuất hiện thêm những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho người lớn, giúp cho cơ thể phát triển khỏe mạnh hơn. Men tiêu hóa cho người lớn là một trong những sản phẩm như vậy. Video dưới đây tôi sẽ cho bạn biết những thông tin về sản phẩm này. Men tiêu hóa cho người lớn phù hợp với những độ tuổi như thế nào, cách sử dụng ra sao nhé? Men tiêu hóa cho người lớn là những sản phẩm như thế nào? Men tiêu hóa cho người lớn là những sản phẩm có chứa enzyme tiêu hóa. Những sản phẩm này giúp cải thiện các vấn đề như rối loạn tiêu hóa, tiêu hóa kém, chậm hấp thu chất dinh dưỡng, người cao tuổi khả năng tiết enzyme tiêu hóa suy giảm. Men tiêu hóa được sản xuất bởi các ống và tuyến tiêu hóa trong cơ thể, giúp cho cơ thể có thể tiêu hóa được thức ăn một cách tốt nhất. Đối với người lớn thì độ tuổi này không quan tâm nhiều đến sức khỏe, vì thế rất dễ gặp các vấn đề ở đường tiêu hóa. Những loại men tiêu hóa ở bên trong cơ thể người. Trong cơ thể có nhiều loại enzyme tiêu hóa khác nhau. Tuy nhiên sẽ có 3 loại enzyme tiêu hóa chính như sau, amylase, đây là enzyme tiêu hóa giúp phân hủy tinh bột và các thành đường một loại enzyme amylase có trong tuyến nước bọt của người lớn giúp tiêu hóa chất tinh bột và glycopen để trở thành đơn như Mantozer và glucose cơ thể sẽ hấp thu dễ dàng vào máu protease. Đây là enzyme tiêu hóa giúp phân hủy protein thành các axit amin. Protease được sản xuất ở trong dạ dày, tuyến tụy và ruột non. Trong dạ dày, enzyme tiêu hóa này giúp phân hủy protein thành các peptide và axit amin. Lipase, đây là enzyme phân hủy lipid là chất béo và dầu thành glycerol và các axit béo. Lipase được sản xuất ở trong tuyến tụy và ruột non. Lipase cũng được tìm thấy ở trong sữa mẹ để giúp trẻ dễ tiêu hóa các phân tử chất béo hơn khi trẻ bú. Lipid đóng nhiều vai trò quan trọng trong cấu trúc của màng tế bào và dự trữ trong các mô như một nguồn năng lượng dự trữ của cơ thể. Men tiêu hóa ở người lớn sẽ tiết ra như thế nào? Men tiêu hóa của trẻ em sẽ ít hơn người trưởng thành và sẽ bị giảm khi người trưởng thành về già. Đối với trẻ em thì bé chưa ăn nhiều nhóm chất chưa bổ sung nhiều loại thực phẩm khác nhau. Vì thế cơ thể chưa tiết ra những enzyme tiêu hóa để tiêu hóa những thực phẩm này. Còn với người cao tuổi thì chức năng tiêu hóa bị ảnh hưởng do khả năng tiết enzyme tiêu hóa bị giảm. Vì thế người cao tuổi cũng khó khăn trong việc tiêu hóa thức ăn. Những yếu tố ảnh hưởng lớn đến khả năng tiết enzyme tiêu hóa, suy giảm chức năng của những cơ quan sản xuất men tiêu hóa. Tuyến nước bọt, dạ dày, tuyến tụy và cả ruột non là các cơ quan chịu trách nhiệm sản xuất ra các enzyme tiêu hóa. Khi chúng ta già đi thì các cơ quan này dần dần bị lão hóa làm suy giảm chức năng hoạt động của cơ thể chúng ta. Các cơ quan sản xuất ra các enzyme tiêu hóa bị bệnh, nếu một cơ quan nào đó trong cơ thể bị bệnh, nó sẽ không thể hoạt động bình thường. Đồng nghĩa với việc là bạn sẽ gặp các vấn đề về tiêu hóa. Ví dụ, nếu bạn bị mắc bệnh celiac hoặc các bệnh liên quan đến tuyến tụy như viêm tụy, ung thư tuyến tụy thì khả năng sản xuất các enzyme tiêu hóa này sẽ giảm đi đáng kể. Chế độ ăn của người lớn nghèo nàn, thực phẩm chế biến thiếu nhiều chất dinh dưỡng cũng có thể làm giảm việc sản xuất enzyme tiêu hóa. Stress lo lắng căng thẳng, đặc biệt là các bệnh lý có liên quan đến thần kinh như trầm cảm, tự kỷ có thể làm trầm trọng thêm về sự suy giảm sản xuất enzyme tiêu hóa. Nên bổ sung men tiêu hóa cho người lớn như thế nào? Khi bổ sung enzyme tiêu hóa thì bạn nên bổ sung vào sau khi ăn, không được bổ sung lúc đói sẽ gây ảnh hưởng đến dạ dày của bạn. Ngoài ra thì bổ sung enzyme tiêu hóa cũng nên có thời gian bổ sung rõ ràng và cụ thể. Bạn không nên bổ sung trong thời gian quá lâu có thể ảnh hưởng đến khả năng tiết enzyme tiêu hóa. Chỉ nên bổ sung trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 ngày và nghỉ một đợt rồi lại bổ sung tiếp nhé. Enzyme tiêu hóa rất dễ hỏng bởi nhiệt độ vì nhiệt độ có thể làm mất hoạt tính enzyme. Bạn nên pha men tiêu hóa với nước đun sôi để nguội rồi mới uống nhé. Sản phẩm bổ sung men tiêu hóa cho người lớn tốt nhất. Hiện nay thì việc bổ sung các sản phẩm bảo vệ sức khỏe là vô cùng cần thiết. Nhất là đối với người lớn thì những sản phẩm này vô cùng hiệu quả vì thông thường độ tuổi này sẽ không có thời gian để chăm sóc cho sức khỏe. Vì thế bổ sung thêm men tiêu hóa cũng giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn. Hơn thế nữa thì càng lớn tuổi enzyme tiêu hóa tiết ra càng ít, vì thế nên phải bổ sung thêm từ bên ngoài sẽ giúp cho hệ tiêu hóa được khỏe mạnh hơn nhé. Amano enzyme gold có thành phần như thế nào? Enzyme tiêu hóa tăng tốc độ phân hủy thức ăn bằng cách tăng tốc độ phản ứng hóa học. Biến chất dinh dưỡng thành các chất mà đường tiêu hóa có thể hấp thu được. Bổ sung bào tử lợi khuẩn, cân bằng hệ vi sinh đường ruột, kích thích cơ thể sản sinh enzyme tiêu hóa tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tình trạng khó tiêu và táo bón, các vitamin nhóm B, kích thích người lớn ăn ngon miệng hơn, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng. Vitamin D3, bổ sung vitamin D3 ngăn ngừa loãng xương cho người lớn, lysin và tauzin, đây là hai axit amin quan trọng và cần thiết mà cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải được cung cấp từ bên ngoài. Hai loại axit amin này kích thích vị giác người lớn, hỗ trợ hấp thu canxi tối ưu, hỗ trợ tim mạch DHA, giúp hỗ trợ cải thiện trí não cho người lớn, trên đây là những thông tin về vấn đề men tiêu hóa cho người lớn nên dùng khi nào, dùng như thế nào là tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hy vọng rằng qua video này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức bổ ích, giúp bạn chăm sóc sức khỏe bản thân khỏe mạnh hơn. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình khi cần được tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo